Rồi đi một mảng rồi đấy. Đây là mình dùi cái lỗ để định hình nó đúng không chú? Vâng. Lỗ này là nhiều. Rồi khói ác luôn. Vậy là không lệch. Chú lý thuyết một tí nha. Vâng. Nếu tôi hơi bị già, mình cho vào lò, mình giảm nước tôi, hơi nó nóng lên, chưa được, khi nào mình nhổ nước bọt vào cái lưỡi của nó không dính thì lúc ấy là nó giảm được nước tôi. Nước bọt mà vẫn còn nó dính vào đấy sủi sủi thì không được. Có mình thổi vào xong là nó vẫn nó sủi bay bọt ra. À, nó bay ra. À. Thêm một tí nữa đúng không ạ? Khi nào nước bọt không dính thì mới giảm nước tôi. Nước bọt mà còn dính vào thì chưa giảm nước tôi được. Có nghĩa là nó không dính là đã giảm nước tôi rồi. Thì lúc đấy là nó chất lượng được rồi đấy, đúng không chú? Để bảo đảm cho vừa. Ừ. Thôi để thế này cho nguội. Vâng. Mà nó khắc nguội nó cơ. Thế mình lại dúng vào nước là vẫn chưa được. À. Để cho nó tự nguội. Vâng, để nó tự nguội. Đến khi nó nguội hẳn là lúc đấy là các bước kiểm tra rất là gọi là có quy củ. Vâng. Đầy đủ các bước kiểm tra. Cẩn thận hết tầm luôn. Thằng đó. Đấy, nó không được cong thế này rồi, chúng nó không cong thế này. Lỗ to này này tốn cánh kiến lắm này. Không cho đầy quá, trong đó nó sủi ra là vừa. Đầy quá là nó tràn ra đánh đúc. Lung nóng cái chui dao. Vâng, không còn là nóng quá. Nó chỉ hơi nóng một tí thôi. Thẳng thế này không được chéo. Lưỡi phải thẳng cái sống này lên. Thì chặt nó mới không được. Nói được rồi. Đạt chuẩn rồi. Người dúng vào nước. Dúng vào nước này. Vừa đúng độ chảy này. Tuyệt đối người dúng vào nước. Tì đây, lúc nó nguội. Vâng. Nó mới không phọt ra.
Ừ, cố định luôn đúng không? Cố định luôn, không một tí là nó nóng nóng dần, cái này nó bị đẩy dần ra là xong rồi chú. Vâng. Còn làm gì nữa không? Mai. Lên đẻ thế này. Được ở đây chú nhỉ? À, được rồi. Mày lấy nước ở trong nhà cho mua đi tình. Lấy cái nước đổ vào cái chậu này. Ra chuẩn bị ra lò thì mới được mài kiểu vâng, như này. Đấy, mới được mài kiểu này. Có đá với đá mà to to thì mài tròn, phải thay bằng tròn. Không thì mài như này cũng được. Vâng, mài tròn được, này này cũng được. Những cái lông non lông mềm đấy khó cạo hơn đấy, nó khó cạo hơn à. Nó đòi hỏi độ sắc cạo bén luôn. Cạo cái này mà đứt không đến chân á, không cạo được lông đâu. Đúng chân rồi. Lông tay đâu, cạo cái râu này đứt đến tận chân thì mình mới cạo được cái lông tay với lông chân kia đó ạ. Vâng. Khó hơn mà. Vâng, nó khó hơn không. Đứt một nửa thôi. Vâng, đấy bây giờ chú phải mài thật sắc con dao này. Vâng. Cạo thử xem nào. Vâng. Mài hơi xiên thế này thì theo những các cụ nói thì mình cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà mài thẳng thế này thì không sắc bằng mài hơi xiên. Vâng, mài xiên hay hơn đấy chú. Mài xiên là hay. Kiểu cái nếu mình theo chân cái nghỉ ghi đây, mình mài xiên thế này, cái nó răng của nó chéo như thế này, thế là trong quá trình mình cắt là nó xịt xén hơn. Đúng rồi. Nghe, theo mình nghĩ thì không thế. Mài chéo tốt hơn mà chú. Đúng rồi, mài chéo tốt hơn. Mài thẳng là chỉ để phá thôi. Vâng, chỉ để phá thôi. Mình mong người ta tối chị cái hòn đá nó lõm như thế này lồi lên. Đúng rồi. Mài mình mài thế này đi là chỗ này nó cao lên là cái lưỡi dao nó sẽ bị vát vào. Vâng, đấy. Đấy, thì nó không có không bám được, độ bén nó không cao nữa. Viên đá này thì mới lấy về thôi. Vâng. Cũng, cũng... Hôm nay chú phải lột cái lớp ngoài đi thôi chú ạ. Vâng. Mài kiểu này thì lâu công lắm đó, thật cháu. Mai kia chú đột cái lớp ngoài đi. Lớp để... ngoài với lại chú đột nó vuông vuông vào. Đấy, đột thêm đi. Hình dáng nó đẹp thì mài nó dễ hơn. Đúng rồi, dáng nó đẹp mà trông nó dáng rất trông nó ra thợ rèn tí. Cũng là thợ rèn rồi nhưng mà lâu không làm. Đúng rồi. Bây giờ mới hồi sinh tái hiện lại cái lò rèn. Vâng. Làm lại cuộc đời cho ông thợ rèn. Tính đâu có lông chân không? Bỏ ra xem nó cạo thế nào. Chú cạo lông chân nó kìa, chú ơi. Nó không biết cạo, nó mình cạo nó khác, mình khác cạo. Tóc với lại cái này dễ cạo. Cái lông chân với cái này mà cạo được đứt thì nó mới là chuẩn. Lông chân là khác nhau đấy. À, nó mềm, nó mềm, nó khó đứt, à, nó lướt đi. Ừ. Đấy, còn cái này nó cứng, nó có lực cả, nó cứng, đứt nó dễ. Ừ. Ngồi đi một mảng rồi đấy, đấy. Cạo người khác đầm da cũng ngấy chứ nhỉ? Quen thì cũng không sao. Cạo cho không còn một tí dâu nào đấy chú.
cho lửa cho nó khỏi úa. Cho nó nóng lên cái hơi nước nó bay đi nó mới không bị úa. Có nghĩa là lúc sau là cháu dùng cũng thế đúng không? Có nghĩa là sau này mỗi lần cháu mài xong là cháu đều phải hơ lửa. Vâng, 100% lại phải như thế. Lau khô đi xong mới hơ, đừng có để nước nó xong là hơ. Vâng. Nóng 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 đây lại là không bám hơi nước nữa rồi.